Paulo Trevo và chị Anna Đặng Thị Diễm Trâm, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thờ tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. I will love you and honor you to all the days of my life.